Chào các bạn, trận đấu với cái khai cục bá đạo của hai cao thủ với đường cờ cương mãnh của mình, đánh nhau quyết liệt từ những nước đầu tiên và sát pháp cũng độc đáo vô cùng. Lần gặp giữa Trần Phú Kiệt và Vạn Xuân Lâm, giải vô địch Trung Quốc năm 2015. Ở trong cuộc này thì Trần lãnh tiền, pháo 2, bênh 7. Đây chính là nước cờ mở màn của một loại bố trận được mang tên quả cung liễm pháo. Lựa chọn của Vạn Xuân Lâm, mã 8 lại nhảy ra bên này. Trần Phú Kiệt đưa ngựa nhảy lên, Vạn cứ thản nhiên xuất xe của mình. Giờ Trần C1 bằng 2 để giam cầm, thì Vạn tưởng 3 tiến 5 phòng ngự. Xem như mỗi bên dàn trận một kiểu, chẳng hề có ăn nhập gì với nhau cả. Trần Phú Kiệt tưởng 7 lại tiến 5, Vạn Xuân Lâm đưa chốt 3 tấn 1. Không quản ngại việc pháo đối phương đang ngắm bắn vào trục bao của mình mà Vạn Xuân Lâm lại giấu chốt như vậy, có phải là trái ngược với kỷ lý hay không? Thế nên Trần Phú Kiệt, mã 8 phi thành quả giáp phát triển, Vạn đưa mã 2 tấn thẳng lên. Và chỉ cần chờ có vậy, Trần lại dùng bưng 7 tiến 1, truy đuổi ngay. Vạn Xuân Lâm dùng chốt này tấn 1 mà đổi, thì Trần làm gì xe 2 tiến cửa hạ, bỏ trước, đoạt sau, tăng tốc độ để ra trận. Nhưng Vạn Xuân Lâm cũng chẳng phải vừa, mã 3 tiến 2, chính là một nước cờ có sự chuẩn bị. Sau khi Trần lấy xe này bẩn sang để chém chốt, câu chuyện mở đổi pháo 8 lấy pháo đường 2 của Vạn. Nhưng nếu như Vạn dùng pháo này vọt lên, chẳng những rằng mã của Trần thuận lợi để phát triển, lợi một tiên, mà thành thử đội hình lúc này của Vạn Xuân Lâm phân bố chẳng đều giữa hai cánh trái phải. Đặc biệt là đôi pháo gánh đang có tác dụng rất quan trọng ở hệ thống phòng ngự ngay từ những nước đầu, chính họ Vạn lại tự mình dỡ bỏ. Bởi vậy ngay tại đây, Vạn để im vậy, C4 đa tấn 5. Nếu như Trần ra tay thì pháo 8 cũng chỉ cần bẩn 2 sang, tử dưng lộ diện được xe đường 8, xem như cũng có được vỏ mất. Và Trần bị nước cờ lấy C1 hoành sườn, đuổi vào ngựa quải giáp của Trần. Trần bởi vậy tìm cách để đánh trả, lấy xe 9 bẩn 8 ngay. Tất nhiên chuẩn bị dùng pháo này đổi pháo thứ nhất, rồi lấy xe đánh thông linh ngựa, lợi quân. Cho nên Vạn Xuân Lâm mã 2 tấn 1 thành rất là một đòn cờ cực hiểm. Mã thì mất xe thứ nhất, pháo lúc này thì truy đuổi vào xe thứ hai, không thể nào tháo chạy một mình. Trần Phú Kiệt có phải là mới chỉ có ra quân vài nước nhưng phạm một sai lầm nghiêm trọng, rồi buông bản mà thua? Câu trả lời, Trần lấy pháo để tạt biên, giam cầm lại. Tất nhiên, Vạn còn có một cách đầu tiên là mã 1, xe thoái 3. Nhưng đốc một xe thì cái giá phải trả quá đắt đỏ là quân xe còn án binh bất động này toi mạng. Nhưng đâu phải chỉ mỗi vậy, vừa pháo đường 2 lẫn luôn cả chiến ngựa đường 3 đồng lúc rơi vào hiểm cảnh. Cho dù có giải quyết bằng cách nào thì cũng không thể nào tránh khỏi sức ép của tứ tử quy biên. Hai pháo, một xe, một ngựa, đặc biệt một pháo chầm đáy, khiến cho Vạn Xuân Lâm nước xa không cứu nổi lửa gần, chắc chắn là bại. Bởi vậy ngay tại đây, Vạn không thể nào dùng mã nhảy đi đâu được cả, cần phải giải quyết với điểm yếu chí mạng của mình, chính là quân xe ở đường biên, đành phải lệch vào chân sườn đánh đuổi. Và câu chuyện lại tới hồi căng thẳng, Trần Phú Kiệt sẽ giải quyết bằng cách nào đưa ngựa này nhảy đi thì chiến xe mất mạng. Bởi vậy cũng chỉ còn cách là xe 8 này dâng lên 3 trường, ém chặt lại. Vạn Xuân Lâm đã tranh thủ để ra tay trước ngay. Trần Phú Kiệt lại dùng pháo này để chém chốt, chứ không phải lấy xe này để thủ tiêu, khi việc sớm muộn cũng có thể làm. Tới đây, Vạn Xuân Lâm để giữ ngựa, bèn lấy pháo 2 bằng 1. Và Trần Phú Kiệt lại dùng xe 7 tiến 2. Chấp nhận mất một quân cờ, nhưng đổi lại, thế công thì không thể nào hiểm hóc hơn. Chuẩn bị rất là gì pháo 9 bằng 5 quật được chốt trung lộ, vừa đe dọa cho một đòn cầm chiếu cực kỳ nguy hiểm, vừa lúc này đủ sức để lấy mạng được chiến ngựa đường biên. Bởi vậy Vạn Xuân Lâm tìm cách để giải trước là mã 1 tiến 2. Vừa rút chạy nhưng cũng chẳng quên đem theo một ám khí trên người, lấy C4 tiến 1 chém luôn cả sĩ, tất nhiên Trần sẽ phải thua thảm. Bởi vậy tới đây, Trần phải tìm cách để phòng ngự, nhưng nếu như là lựa chọn C4 tiến 5 có phải là quá chậm chạp? Tới lúc này Vạn cũng chỉ cần dùng pháo 8 triển khai vào trận địa của Trần Phú Kiệt, nhân tiện thêm một lớp gan có thể bảo toàn. Bởi vậy việc mất quân của Trần Phú Kiệt chẳng có cách nào để đòi lại cả. Đương nhiên rằng kết quả này sẽ vô cùng bất lợi. Bởi vậy ngay tại lúc này thì nghĩ kỹ một hồi, rồi Trần Phú Kiệt dùng pháo 7 thoái 1, nhờ xe này yểm trợ để chia cắt giữa xe và ngựa. Chắc chắn là việc mất quân của Vạn khó tránh khỏi. Tới đây Vạn Xuân Lâm pháo 8 lại dâng qua ngay, mời đổi lại.
và Trần Phú Kiệt dùng xe này cứ tiêu diệt như bình thường. Sau khi Vạn dùng pháo 8 bằng 3 đổi luôn cả pháo còn lại, thì Trần lấy xe này diệt vào xe 4 bằng 3, rồi dùng xe 7 quay về vài nước. Bàn cờ ra một thế tàn cực kỳ độc địa, tại đây mỗi vị đều còn thấy tam tử y hệt như nhau. Quân bệnh từng quân chốt, từng sĩ, từng tượng một. Chỉ có khác điều là vị trí binh chủng, Vạn Sơn Lâm xe 8 còn án binh bất động. Và điểm yếu trong hình cờ này của Trần Phú Kiệt cũng lập tức dễ dàng để khai thác. Chỉ cần xe 8 tấn thẳng bảy nước đánh đuổi, ngựa buộc phải nhập cung. Còn nếu như dùng pháo 9 quay đầu về, thì trước sau quân ngựa đứng ở vị trí này lại rất khó để ra trận được. Còn tới đây, chỉ cần dùng mã 5 tiến 7 rồi từ từ phát triển lên, thành ra một thế công bằng tam tử, tập kích bất ngờ về phía cánh phải của Vạn Sơn Lâm. Còn họ Vạn điểm yếu là gì? Quân ngựa đường biên dùng quay đường 8 ngay. Bởi vậy, quân binh ở giữa trung lộ có thể giữ chắc bằng nước cờ mã 8 tiến 7. Tất nhiên là việc phải làm. Tới lúc này thì Trần Phú Kiệt dùng xe 7 tiến lên đuổi vào pháo biên. Và đây cũng chính là điểm yếu còn lại của Vạn Sơn Lâm ở thế trận này. Ngoài việc quân xe đường 8 cần phải mất thêm một tiên lôi về cửa hàng rồi rời sang yểm trợ, thì pháo đường biên xem như là một chiến binh cô độc, rất khó khăn nhận được sự yểm trợ nào, bởi vì sĩ tưởng đều đã phải gá lên ở mạn bên kia. Thế nên chỉ còn cách Vạn dùng pháo 1 quay đầu, rời trần lấy xe tấn 1, pháo lại chạy. Có phải là cứ đuổi mãi như vậy thì thành ra là một thế thua? Cho hình cờ này, câu trả lời của Trần Phú Kiệt lấy xe 9 bình 8 là mục tiêu cuối cùng. Vạn lấy pháo 2 bình 1. Xem như đoạn vừa rồi, hình cờ của Vạn là bất biến hoàn toàn. Chỉ có điểm khác là Trần Phú Kiệt đưa xe lầu 7 vào đứng ngay đường 8 và hàng 2 của đối phương. Tất nhiên rằng sức mạnh gia tăng lên một cách đáng kể. Và câu chuyện dùng mã 5 nhảy ra khỏi cung thì chẳng còn bị lo ngại cho những nước cờ vướng chân của mình. Tới đây Vạn Sơn Lâm, xe 8 quay về ba nước chuẩn bị điều sang yểm trợ, và Trần Phú Kiệt cứ nhảy mã lên. Xe 1 bằng sang chốc ngựa thì hoài công, mã 6 chỉ cần tiến 8 ngay. Bởi vậy đây cũng chính là mưu đồ, bởi vì Trần lấy xe bằng đường 8 rất cao. Vạn Sơn Lâm chọn cách khác trước khi bị đối phương nhảy mã qua phong tỏa. Xe 8 bằng 1 nhòm pháo của Trần Phú Kiệt, thì Trần lại đưa xe này tuần chiếu ngay. Xe 5 quay đầu về rồi lại tiếp tục dùng xe 8 rời về vài nước. Đây mới chính là mục tiêu cuối cùng. Nhưng qua một điểm trung chuyển để làm cho Vạn Sơn Lâm đoạt về sau, sẽ phải tốn thêm một tiên cờ để bổ sĩ củng cố trung lộ. Và tiếp tục là dùng pháo này chém chốt, chắc chắn thực lợi sẽ thu về. Tới đây Vạn Sơn Lâm mã 8 tấn 7, thì Trần Phú Kiệt dùng mã 6 tiến 5 mà đổi. Mã 7 này buộc phải diệt, rồi pháo này quật vào. Và đây chính là một tiên cơ của Trần Phú Kiệt. Khi Vạn Sơn Lâm buộc phải bổ sĩ lên, thì lại tiếp tục dùng pháo 5 bằng 1 chém luôn cả chốt còn lại. Hối hả, Vạn Sơn Lâm lấy xe 1 bằng biên để có thể đánh đuổi nhòm lại chốt. Và Trần Phú Kiệt xe 8 bằng 3 bắt luôn cả binh còn lại. Vô cùng gọn gàng, thủ pháp tinh xảo. Cuối cùng Trần Phú Kiệt đánh ra một thế đàn, Vạn Sơn Lâm chỉ còn đúng xe pháo và tường sĩ. Còn ngược lại, Trần Phú Kiệt cũng còn từng đó binh chủng, nhưng lại dư tới tận 2 chốt. Bởi vậy Vạn Sơn Lâm chống đỡ hết sức cũng chỉ có kết quả hòa. Vậy thì điều này có thể nào khả thi? Trần Phú Kiệt lại dùng binh 5 tuần lên chuẩn bị qua được sông ngay. Vạn Sơn Lâm lại rời xe về ngăn chặn. Trần sĩ 6 tiến 5, Vạn thò pháo qua. Trần Phú Kiệt lại điều xe chiếm giữ trục sườn, Vạn điều pháo vào trước. Và Trần Phú Kiệt lấy tướng quân để xuất công. Cho dù quân xe lộ 9 có điều sang cánh bên kia, tiền chiếu cả ngày cũng chẳng làm gì được. Tới đây Vạn Sơn Lâm lấy tướng quân trốn chạy, và Trần Phú Kiệt bằng pháo kê vào đường 3. Vạn lấy pháo 5 bằng 1, giờ Trần mở chốt còn lại. Vạn tức khác lấy xe 9 bằng 2. Cuối cùng thì pháo xe đã về một cánh như đã bàn luận, tiền chiếu cũng chẳng làm gì được cả. Trần Phú Kiệt bỏ mặc dùng chốt 3 tấn 1. Vạn Sơn Lâm dùng xe này trong chiếu, tướng chỉ cần leo lầu, hữu kinh mà vô hiểm. Vạn lại rời xe ngay cửa hạ. Trần Phú Kiệt cũng thoái xe đuổi pháo biên. Pháo của Vạn lại trốn chạy, rồi lại tiếp tục xe này đã đỡ lên. Thấy vậy Vạn Sơn Lâm tướng 6 vào trung lộ. Còn tất nhiên Vạn không thể nào mắc phải sai lầm, chỉ vì đối phương bỏ một sĩ mà lấy xe này tuần chiếu 2 nhịp rồi đoạt gọn. Mặc dù là có thể chém được một sĩ của đối phương,
Cho dù bắt được cả cặp cũng chẳng hề có ý nghĩa gì cả, mà lợi sẽ bất cập hại. Binh năm của Trần lại thản nhiên tràn qua được Hà. Còn tới đây Trần Phú Kiệt di 4 tuần 5 và Vạn Sơn Lâm lấy xe 2 bình 1. Trần lại đỡ di lên và tiếp tục lấy pháo tiến 1 mời đổi. Nếu như đổi quân thì e rằng không hề có một kết quả khác ngoài việc sẽ phải hỏa ngay. Bởi vậy tới đây Trần chỉ còn cách lấy pháo tấn chạy. Và Vạn Sơn Lâm cũng chỉ cần theo pháo đổi thêm một lần. Trần lại dùng xe vươn tới ngay đánh đuổi. Vạn không thể nào lặp lại hình cờ bất biến được. Dùng pháo chạy thì Trần Phú Kiệt lại dùng xe quay đầu. Vạn tiếp tục mời đổi thì Trần lại dùng pháo 3 thoái 2. Tới đây Vạn lấy xe 1 bình 8 ngay. Trần Phú Kiệt tướng 6 vào trung lộ. Vạn lại thoái xe để giam cầm. Chấp nhận một cái giá phải trả, binh đối phương đã qua được Hà. Rồi lại tiếp tục dùng pháo 1 tiến lên một vài nước, chuẩn bị có thể điều sang, lui về bức tử. Trần Phú Kiệt lại bệnh chốt ngay. Bởi vậy cho dù Vạn có lấy pháo 1 bệnh biên cũng không thể nào thoái về ba trường. Tới đây Trần Phú Kiệt tưởng 3 đã tấn 1. Hẳn nhiên câu chuyện cũng cực kỳ dễ hiểu. Vạn nếu như dùng pháo 9 thoái 3 thì to mạng, pháo 3 cũng chỉ cần bệnh 1, nhờ chốt này giữ căn vào xe, kích đổi. Và tàn cục này chẳng còn gì để Vạn tiếp tục cả. Còn lựa chọn trong thực chiến, Vạn Sơn Lâm lấy pháo 9 bệnh sang đánh đuổi. Xe của Trần lại rút chạy vào, rơi lại lấy pháo 4 tạt qua. Để chuẩn bị dùng pháo quay lui, hòng là ép đổi. Trần Phú Kiệt dùng binh 6 tấn 1 và Vạn Sơn Lâm dùng pháo tiến lên ngay. Thấy về Trần lại dùng pháo 3 tiến 2. Có vẻ như sớm muộn cũng phải làm việc này. Tại vì chừng nào mà Vạn Sơn Lâm cứ giữ một xe để kiềm chế như vậy thì Trần Phú Kiệt cũng không thể nào giải phóng được để đưa ra trạng thái khác, cho nên cũng chỉ còn cách đổi đi. Nhưng không phải như vậy Vạn đã thành công vỡ mưu thủ hoa của mình? Hãy cùng xem. Tới đây Vạn lấy xe 8 bậc 5, chốt của Trần phải tiêu diệt. Giờ đoàn tức khác dùng pháo kê vào, Trần đưa chốt lạch sang. Chẳng gì khác ngoài câu chuyện bịt eo tưởng để chuẩn bị đưa bình bà tràn qua Hà, nhưng vô phương để ngăn cản. Bởi vậy chỉ còn cách rời sĩ về đi nước chờ. Trần mở chốt lên, Vạn tiếp tục đảo sĩ. Trần lấy chốt bằng đường 2, Vạn đưa pháo tạt biên, Trần lại theo pháo ngay. Vạn thấy vậy đưa pháo dâng qua Hà. Trần lấy chốt vào trung lộ thì Vạn bằng pháo dâng lộ bên kia, Trần lại lấy chốt. Đây là những nước cờ bắt buộc cần phải đi. Cần ấy như cứ đưa hai chốt ngay đường ngang quá sớm mà không kịp liên kết nhau thì lại bị pháo của Vạn lôi về, lại rất khó khăn. Tận dụng vào tường sĩ, chắc chắn chỉ cần một chốt lột thì trở thành cuộc cờ hỏa ngay. Còn tới lúc này thì Vạn Sơn Lâm lấy pháo 2 bệnh 5, tướng lại xuất bệnh pháo chiếu tiếp thì lựa chọn của Trần lại dùng sĩ quay đầu. Không làm gì được, Vạn lấy pháo 4 bệnh 1 và Trần Phú Kiệt lại lệch chốt qua. Hai chốt ở lệch nhau, bởi vậy pháo của Vạn Sơn Lâm gần như đã mất đi chức năng để phòng ngự. Tới đây lại dùng pháo 1 rời về, Trần Phú Kiệt lệch chốt sát biên để chuẩn bị cho một nước cờ phòng ngự kín kẽ, là sau khi đối phương quăng tưởng lên quân chốt này lột thì lại dùng pháo 1 quay đầu về đánh đuổi. Còn tới đây việc vừa rồi là không thể. Vạn Sơn Lâm bình pháo vào, Trần lại dùng chốt 2 tấn 1 và Vạn lại sĩ đỡ lên, Trần đưa pháo 2 trầm đáy ngay. Sĩ tưởng ở tuyến đáy đều đã bị tê liệt, cho nên vấn đề còn lại làm sao để bắt được một tưởng và một sĩ ở chòi gốc này. Phần thắng là về phía tay của Trần. Tới đây Vạn dùng sĩ quay đầu, Trần Phú Kiệt lại chốt vào, Vạn đưa pháo 4 tạt biên đe dọa, dọa cho việc chỉ cần thoái một. Trần Phú Kiệt lại chốt vào mà chẳng còn lo ngại. Tại vì sao? Vạn nếu như dùng pháo để thoái lui thì cũng chỉ cần dùng chốt 3 tấn 1, giờ đằng nào thì hai chốt này cũng đưa lên cả, mà không có cách nào để Vạn liên tục dùng một pháo bắt được khó khăn đối với cả chốt của Trần Phú Kiệt. Còn quay trở lại hình cờ này, Vạn Sơn Lâm lấy pháo 9 bình sườn, Trần Phú Kiệt đưa chốt 7 tấn 1, Vạn điều pháo sang, chuẩn bị có thể quay về liên tục rồi bất tử lấy bình 7. Trần Phú Kiệt chỉ cần dùng chốt 3 tiến 1 đủ để ngăn chặn, Vạn đưa pháo 6 bình 4 ngay. Trần tới đây lại dùng chốt 7 tấn 1, Vạn cứ dùng pháo này thoái lui thì cũng chỉ cần bình 3 tiếp cận lên hoài công cả. Lựa chọn của Vạn
Lê Pháo này đỡ sang lầu bên kia, để sau khi đối phương dùng chốt 3 tấn 1 chuẩn bị phủ dân nước hiểm làm bằng chốt vào, thì tới đây đã sĩ 5 tiến 6 ngay. Đây là một cách thức phòng thủ cuối cùng mà Vạn có thể nghĩ ra. Còn nếu như để cho tiểu quỷ phách môn thì chẳng có cách nào đỡ nổi cả. Và Trần tới đây lấy chốt 7 để bừng vào. Vạn Sơn Lâm lại dùng pháo 6 để thoái một, tức là khá yên tâm về đội hình phòng ngự của mình. Khi mà chừng nào quân chốt 3 này không thể nào đưa vào được, Trần Phú Kiệt cũng chỉ là ở trên tư thế hòa hoãn chủ động mà thôi. Nhưng không ngờ về phía của Trần lại còn có một sát chiêu khác, là chốt 6 tiến 1. Hào Vạn như ngỡ cả người, đành phải buông bàn mà thua. Còn tiếp tục là một trận cờ với một sát chiêu mãn nhãn, lần gặp giữa Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh và tướng đầu trọc Lục Vĩ Thao. Trong cuộc thì Tôn Hành Tiên pháo bậc 5, Lục mã 8 tấn 7, Tôn đưa ngựa nhảy lên, Lục bệnh xe chủ động. Tôn tới đây xe 1 bệnh 2 xuất vội, Lục Vĩ Thao đưa ngựa còn lại phát triển bệnh phong tròn. Bố cục được Tôn lựa chọn là màu bênh 7, Lục cũng tiến bênh, rồi Tôn xe phải lao qua hả ngay. Lục lấy pháo tạt biên mời đổi, Tôn lại bệnh xe vào, pháo 9 của Lục thoái 1, và Tôn Dũng Trinh bệnh 5 dốc lên. Chọn cách cấp tiến trung bênh, bởi vậy bảo hiểm một cuộc cờ khốc liệt hơn cả. Lục Vĩ Thao di 4 tiến 5 như lựa chọn cơ bản, hoặc là về phía của đỏ cũng có thể dùng bênh 5 tiến 1, đen bệnh pháo vào, rồi lại mở chốt 7. Thành ra một cuộc đôi công cực kỳ ác liệt, nhưng tại vì những biển đánh gần như các cao thủ đang nghiên cứu cả, bởi vậy không gian để phát huy những sự bất ngờ lại có phần nào hạn hữu hơn. Lựa chọn của Tôn Dũng Trinh, pháo 8 bệnh 7 vào, thay đổi thứ tự một chút, bởi vậy Lục Vĩ Thao cũng không thể nào đối phó theo thông lệ. Tới đây pháo 9 bệnh 7 vào, rời xe của Tôn bệnh sang trốn chạy, thì lại phải phòng ngự với nước cờ hiểm ác của đối phương là dùng chốt 7 tiến 1. Nếu như lựa chọn tưởng 3 tiến 5, thì sau khi chốt này ủi lên, quân tưởng 5 buộc phải treo lưỡng thững, Tôn cũng có thể đưa mã và xe còn lại nhập cuộc, chiếm phần ưu. Lựa chọn của Lục Vĩ Thao, mã 3 quay đầu về, ngũ thất pháo, xem như Tôn Dũng Trinh mất đi mục tiêu để tiến công. Lựa chọn tới đây của Tôn, đành phải phát triển cánh còn lại, Lục Vĩ Thao pháo 2 bệnh 5, chính là một nước cờ ngoạn mục, trông thổ tàng công, tức là đòn dùng mã để quay về chẳng đơn giản, pháo bởi vậy mới có thể chiếm nhập vào trung lộ. Nhưng cái giá tới đây phải trả là gì? Nước cờ C4 tiến 2. Đương nhiên về phía của Lục Vĩ Thao cũng có phần nào phải lo lắng để giải quyết. Tới đây Tôn Dũng Trinh lấy xe bệnh 8 trước, còn nếu như chẳng thì C1 bệnh 2, Lục lại dễ chơi hơn một chút. Thấy vậy thì Lục Vĩ Thao dùng pháo 5 chém được bênh trung lộ, Tôn Dũng Trinh C4 tiến 5, rồi lại C8 vươn lên, quản lý chốt tiêu diệt vào, gây sức ép ngược lại. Tôn mã 9 tiến 7 nhằm vào trung tâm, pháo của Lục lại quay đầu về, rồi lại tiếp tục mở chốt 7 qua. Còn ngoài ra cũng chẳng có cách nào đưa chiến mã đường 7 phát triển cả. Tới đây Lục Vĩ Thao bắt buộc phải lấy chốt này tấn mật diện. Giờ Tôn sẽ làm gì khi mà quân ngựa khi nào nhảy tới chẳng được? Đầu tiên anh dùng C4 tiến 2 đuổi vào pháo 7, và nước cờ dùng mã 4 tiến 5, thì gần như Tôn Dũng Trinh đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch là dùng mã 7 tiến 6 ngay. Vẫn là một nước tiên của Bạch Miêu được duy trì vững chãi, thủ tiêu và quân bảo vệ, rồi lấy xe này diệt vào pháo 7 sau 1 nhưng đổi được tới 2. Bởi vậy lựa chọn chính thức của Lục Vĩ Thao cho hình cơ này, lấy pháo để tạt biên trốn chạy, và Tôn chỉ cần lấy C4 bệnh 3 sang đánh đuổi, tất nhiên nhằm lấy cả đôi. Mà việc quân xe thứ nhất quay đầu về để giữ căn vỏ ngựa thì toi mạng, tại vì pháo biên không ai giữ cả. Còn câu chuyện lấy C1 tấn 2 thì lại càng nguy cấp hơn. Khi tới đây đối phương cũng chỉ cần mã 7 tiến 5 kịp lúc để ngăn chặn đi tất cả những đòn cờ khả thi để tấn công của Lục Vĩ Thao. Kể cả nước cờ dùng C8 bừng 7 cũng chẳng ổn. Còn về chức năng phòng thủ, Lục cũng tê liệt hoàn toàn, tại vì không thể nào cứ chăm chăm mỗi việc lấy xe này để giữ ngựa, khi pháo của Tôn chỉ cần quật tường, Lục Vĩ Thao vỡ trận tan hoang. Còn nếu như gác tường lên thì quân mã 7 cuối cùng cũng to mạng, mà chẳng còn một năng lực để phản kích nào, Lục Vĩ Thao sẽ phải sớm bại. Bởi vậy ngay tại đây, cách đánh ngoan cường hơn của Lục Vĩ Thao là dùng chốt 3 qua hả trả lại cho đối phương. Khi mà dùng pháo 7 tiến 2, tốt rằng Lục chỉ cần C8 bệnh 7 vào chém chốt rồi chóc đôi. Bởi vậy Tôn chẳng làm, mã 7 phóng chạy vào trung lộ, và Lục Vĩ Thao tưởng 3 đã tiến 5.
tức là chấp nhận một cái giá phải trả. Xe đối phương chỉ cần quay về, một mã đã mất mạng. Vậy thì xe bù đắp cho việc gì tới đây lộ lại bằng chốt vào, gây khó khăn vào mã trung lộ? Thì Tôn Dũng Tranh đưa pháo này quật lên ngay, tức là sau khi đòn thông đổi thì làm cho thế công của Lục Vĩ Thao sẽ phải tan thành. Dùng binh 5 tấn 1 thì quân ngựa cũng chỉ cần rút chạy mà thôi. Nhưng giả thử để rút chạy thì còn cách nào, đành phải dùng mã 5 thoái 4 ngay. Đối phương cũng chỉ cần lấy xe 1 bằng 3 để xuất động đuổi pháo 7 trước. Giờ nước cờ khó cản là xe 8 bằng 7 vào chém chốt. Đã quân nhưng lại co cùng, và gần như để cả cặp mã ở vị trí này ra trận, với việc là hai chốt xe qua sông liên kết lấy nhau, Tôn chẳng có cách nào khả thi cả. Bởi vậy thì việc đắc một quân sẽ trở thành chẳng có ý nghĩa gì. Còn quay trở lại đây, lựa chọn chính thức của Bạch Miêu trả lại quân bằng một đòn cờ rất ngoan cường, mã 5 tấn 3 để chém chốt. Không thể nào lấy xe 8 bình bày vào đoạt chốt để giam cầm, tại vì mã xe nhảy chiếu sẽ mất mạng. Bởi vậy lấy tướng 5 tấn mà diệt, rồi xe của Tôn lại quay đầu về. Tới đây thì Lục Vĩ Thao vẫn lấy xe 1 điều vào đuổi pháo của Tôn. Pháo Tôn lạch thẳng ra cánh biên, rồi lại tiếp tục tượng 7 tiến 5 đuổi bắt vào xe của Tôn, tựa chừng như để mất một binh ở giữa trung lộ vô cùng quý giá vậy. Nhưng nếu như Tôn lấy xe này mà tiêu diệt, thì chuyện Lục Vĩ Thao có thể xe 8 bình bày vào, quân chốt này mất mạng, kể cả mã đường 3 cũng rơi vào tầm ngắm của đối phương. Mà chưa kể việc giải quyết sẽ trở nên vô cùng gian nan nếu như dùng xe 8 tiến 2, thì lực quân sẽ bị giam cầm mãi vậy không đi được quân nào, cho đối phương chỉ cần tiếp cận. Còn nếu như dùng tường gác lên, thì lúc này xe của Lục cũng chỉ cần lao qua, chia cắt pháo biên, bởi vậy mã đường 3 tháo chạy thất điên bắt đảo. Và chỉ cần đúng một tiên cờ đưa pháo này vượt sông chém lấy chốt, Tôn lại có chút lắng lo. Còn quay trở lại, lựa chọn tới đây của Tôn là xe 3 tấn chạy tiến lên chốc vào pháo của Lục Vĩ Thao. Pháo của Lục lại thoái một, rồi Tôn cũng mở pháo biên lên để chém chốt. Chừng nào mà một chiến xe có thể giữ được bâng, chừng đó quân ngựa đường 3 của Tôn vẫn có thể tạm gọi là an toàn. Tới đây có lẽ là Tôn chuẩn bị có thể phản kích gã ngược vào trung lộ. Lục Vĩ Thao lại dùng xe 8 quay đầu về đánh đuổi, pháo của Tôn rút chạy, rồi lại đưa bưng 5 tràn qua sông. Lục Vĩ Thao càng đánh thì đường cờ càng chắc chắn hơn, Tôn rất khó để xung trận. Tới đây tưởng 3 tiến 5, rồi Lục lại dùng xe 8 tiến một mạch đuổi quân ngựa đường 3. Tôn thấy vậy lấy xe 3 bưng 1 mời đổi. Không thể nào đổi, hẳn nhiên khi pháo đường biên của Lục Vĩ Thao vẫn còn rất nhiều cửa để cơ động, chỉ cần bưng 7 vào. Còn quân ngựa của Tôn Dũng Tranh cũng chỉ còn cách là quay về vị trí sát sườn. Và tới đây Lục lại dùng xe 8 quay về vài nước, giữ chốt. Ngoài ra, đây là một lộ đạo rất quan trọng, tránh việc đối phương lại dùng xe này để chiếm cứ mất. Tôn cũng làm điều tương tự, là xe 8 cao lên bảo hàng chốt của mình, ngăn chặn cả cặp này có thể tiếp cận. Lục lấy xe này tạt biên đánh đuổi, chốt biên tấn lên mà giữ, rồi lại đưa mã 4 tiến 3. Thấy vậy Tôn đã rời xe đánh đuổi, và Lục đưa ngựa nhảy tới ngay. Tôn lại điều xe vào, Lục tiếp tục đưa pháo 7 tạt biên nhòm chốt. Thì Tôn đã theo xe ngăn cản, Lục lại bình pháo vào. Tôn tới đây mở chốt 3, Lục Vĩ Thao dùng chốt 5 tấn 1. Tôn lại lấy xe 1 hoành sườn, Lục lại tiếp tục lấy chốt 4 bình 5. Và Tôn đưa bưng này tràn qua hả ngay, một chốt nhưng đổi lại một tưởng. Kế hoạch của Tôn là vậy. Lục Vĩ Thao lấy xe 8 bằng 2 mời đổi, chẳng còn cách nào, phải lấy xe này thoái đổi, tại vì chỗ chạy đã không còn, và dùng mã 4 thoái 2. Nhờ vậy mà trung tưởng của Lục Vĩ Thao có thể bảo toàn, nhân tiện đang còn đuổi chốt, chốt của Tôn thoát vội. Và Lục Vĩ Thao dùng mã 2 tiến 1 chém chốt, mất quân bảo vệ, bởi vậy Tôn phải đưa pháo tháo chạy, lựa chọn tạt đường 2, nơi đã có xe và chốt chở sẵn để chuẩn bị có thể oanh tạc về phía cánh trái của đối phương. Thấy vậy Lục Vĩ Thao lại dâng xe lên đánh đuổi. Để kỹ càng, quân xe này ngay từ đầu Lục Vĩ Thao có đưa vào trung sườn, nhưng việc xuất động chẳng hề đáng kể, lại phải tạt ra biên. Nhưng chẳng vì vậy mà Tôn Dũng Tranh dễ chơi, rõ ràng lệ hiệu suất đi quân của Lục Vĩ Thao lại cao hơn một bậc. Tới đây Tôn lại dùng pháo 2 tấn chìm đáy ngay. Lục Vĩ Thao lại điều xe đánh đuổi, pháo này trốn chạy, rồi lại tiếp tục đưa mã 1 tiến 2. Mặc dù Tôn cũng hành thành ra thế tam tử, nhưng chỉ cần đúng một đòn cờ dùng xe 8 quay về, hoặc là tướng quân xuất công,
thế công này của Tôn chẳng làm gì được. Ngược lại, mã ở vị trí này sẵn sàng cho một đòn cờ ngoạ tạo cực kỳ ác hiểm. Mà tới đây, Tôn dùng mã 4 không kịp rút chạy, lựa chọn là sĩ này đỡ lên, thì Lục Vĩ Thao bằng chốt sang đánh đuổi, sĩ 6 đào, rồi lại tiếp tục mã 2 tiến 1 để đe dọa. Thấy việc này nhưng không cản được, Tôn dùng chốt 3 tấn 1, cấp công, và Lục Vĩ Thao nhảy mã chiếu, tướng phải xuất vội, rồi lấy xe 8 bằng sang, đe dọa một chốt đổi cặp sĩ, rồi thắng cuộc. Và Tôn Chú Trinh dùng chốt 3 tiến 1, cũng đòi lại quân vậy. Thì ngay tại đây, quyết định của Lục Vĩ Thao bỏ luôn cả pháo đường 7, lấy chốt này tấn lên mà diệt. Nếu như tới đây lựa chọn là sĩ 5 tiến 6 thì sao? Tất nhiên là xe này sẽ tiêu diệt, quân ngựa có thể nhảy lên, tướng chỉ cần xuất công đe dọa. Tiếp theo lấy xe 4 tiến 1, rồi bằng sang lộ sườn bên kia sát cổ, bởi vậy không thể nào lấy chốt này diệt pháo được, buộc lòng phải dùng xe quay đầu về phòng ngự. Và Lục Vĩ Thao chỉ cần lấy pháo 7 tạt đường 8 rút chạy ngay. Tới đây thành thử ra Tôn Chú Trinh không phản công được, mà thế bại cũng trông thấy tương đối rõ ràng. Lấy xe 4 bằng 2 thì cũng chỉ cần để nguyên vậy, đưa chốt 5 tiến 1, tưởng 5 trốn chạy, rời lại nhấp một nước chờ. Tôn lấy tướng vào trung lộ thì chốt 5 lại sang, từ từ để đưa lên. Rất khó, gần như là không thể để Tôn có thể khước chế được thế tiến công của đối phương, chắc chắn là bại. Bởi vậy, quay trở lại hình cơ này, quyết định cuối cùng của Tôn Chú Trinh là cơ hội dùng chốt này diệt pháo cũng có một thế công nhất định, tức là chỉ cần chốt này chém luôn cả sĩ thành sát cầu. Nhưng Lục Vĩ Thao lấy chốt 4 bằng 5 chém luôn cả tường, vừa chiếu, đây là một đòn cờ rút bắt cực hay, để bắt buộc Tôn sẽ phải mã 4 tiến 6 ngay. Rồi tới đây lại đưa tướng quân xuất cung, một là giải sát, vừa có thể hoàn sát, tức là xe này chém ngựa, chắc chắn là thua trận. Bởi vậy tướng quân trước sau cũng phải vào, và Lục Vĩ Thao lấy chốt này chém sĩ, thì Tôn buông cờ mà thua. Tại vì sao? Thứ nhất là cần phải giải nguy. Nếu như lấy tướng quân tấn để diệt chốt, thì xe này chỉ cần chém ngựa, tướng cho dù có tiến thoái cũng vậy cả, xe chỉ cần lạch sang không đỡ nổi. Bởi vậy dùng tướng để chém chốt thì thua trận, mà tướng quân chạy lộ bên kia thì xe này cũng chỉ cần tiêu diệt vào ngựa. Một sát chiêu vô cùng kinh điển là tiểu đao xuyên tâm, rời xe 4 xe tấn 1, không thể nào phòng ngự nổi. Còn ngược lại về đường hướng tiến công, chốt này có chém thẳng vào sĩ, cũng chỉ làm cho tướng quân của đối phương lên lầu 2, giờ chẳng làm gì ngoài cách ngồi nhìn cả. Một trận cờ với pha phản pháo rất hay của Lục Vĩ Thao. Còn video này chỉ tới đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.